nay ngày lành tháng đẹp, Điền với Ken với Bằng ra ngoài đây câu cá. Hy vọng bay men bữa trưa là câu được mấy con cá gì gọi quên rồi. Con gì? Cá gì quên rồi? Sturgeon. Câu một con là về. Một con là về đó. Ken nói 10 phút về, biết sao câu chín con về. Cá hả? À? Để nước nó đi. Ô lấy nước nước này nè. Con này mấy inch? 16, 18 không? Cái đó hả? Ủa này đang quay phim.